Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt hay bộ của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin mới nhất và hot nhất từ bên đất của các bạn nha. Thì đầu tiên á, là cái thông tin là Bitcoin đã tạo ra 10.000 ví và đã chuyển vào mỗi ví là 2 triệu bi. Và cái việc tạo này á, không phải là mới đây các bạn, mà cách đây 3 năm nha. Nè, 3 years ago nè. Thế nhưng mà chúng ta biết thông tin là như vậy. Thì có bạn là bình luận là không lẽ là đây là nguồn dự trữ bi cho một quốc gia à, tuy nhiên đó là bình luận thôi các bạn, chúng ta tham khảo. Còn mục đích như thế nào á, thì sau này rõ thì mình sẽ cung cấp cho các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin nữa là ngày 25 tháng 8 Bvoi sẽ có thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống. Bvoi là ứng dụng quan trọng trong hệ sinh thái vì chủ DApp có tiềm lực kinh tế mạnh, lập hẳn hệ thống máy chủ riêng tại công ty ở Canada, đồng thời cho phép Pioneer tạo DApp trên đó dễ dàng. Quá khủng đúng không các bạn? Đây nè, thông báo quan trọng người sáng lập Sia Hai Trang này nè sẽ chính thức công bố kế hoạch nâng cấp Bvoi vào ngày 25 tháng 8 2023. Đó, các bạn biết thông tin như vậy ha. Chứ không phải tới ngày 25 tháng 8 mà các bạn truy cập không được thì bảo là nó sập rồi. Thì không phải như vậy mà người ta đã thông báo trước nha. Nói chung là người ta có làm việc có kế hoạch đó, đàng hoàng đó, cho nên người ta mới thông báo trước như vậy các bạn nha. Thì hôm nay là 15 rồi, chúng ta còn khoảng 10 ngày nữa thì họ sẽ nâng cấp. Tiếp theo một thông tin nữa các bạn, được đăng trên trang blockchain nha. Blockchain.com nha. Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ ra mắt vào tháng 9, bổ sung vào vinh quang của Binance. Rồi chúng ta hãy cùng nhau xem thông tin này các bạn. Digital Yuan sẽ ra mắt vào tháng 9, thêm vào vinh quang của Binance. Với sự ra mắt chính thức sắp tới của tiền kỹ thuật số của Trung Quốc, Digital Yuan vào tháng 9, mạng B được thiết lập để bổ sung cho sự phát triển đột phá này. Digital Yuan đại diện cho một loại tiền điện tử dựa trên chuỗi khối, tự hào về tính bảo mật và tiện lợi được nâng cao so với các phương thức thanh toán hiện có. Trong khi đó, mạng B đóng vai trò là nền tảng thanh toán xuyên biên giới dựa trên công nghệ chuỗi khối, nhằm cung cấp cho người dùng trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng, thân thiện với người dùng và an toàn. Thông qua việc tích hợp nhân dân tệ kỹ thuật số và mạng B, người dùng có thể tham gia vào các giao dịch xuyên biên giới với sự thuận tiện vô song, không phải lo lắng về tỷ giá hối đoái hoặc phí giao dịch. Hơn nữa, việc áp dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ kích thích sự tiến bộ và ứng dụng công nghệ chuỗi khối, thúc đẩy đổi mới công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số. Nói rõ hơn, khi người dùng thực hiện thanh toán ở nước ngoài bằng nhân dân tệ kỹ thuật số, mạng B sẽ chuyển đổi liền mạch số tiền thanh toán sang nội tệ và tạo điều kiện thanh toán xuyên biên giới. Quy trình này không chỉ đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện mà còn giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do biến động tỷ giá. Hơn nữa, mạng B cung cấp vô số phương thức thanh toán bao gồm thanh toán bằng mã QR và giao dịch thẻ phục vụ cho các sở thích đa dạng của người dùng. Ngoài những khía cạnh này, mạng B ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của người dùng thông qua các phương thức giao dịch phi tập trung, đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân và tiền. Đồng thời, mạng B hợp tác với nhiều tổ chức tài chính khác, làm phong phú thêm cho người dùng bằng các dịch vụ tài chính toàn diện. Về bản chất, việc phát hành chính thức nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ mở ra nhiều cơ hội và sự phát triển cho mạng Bi. Sức mạnh tổng hợp giữa hai thực thể sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán hiệu quả, an toàn và tuyệt vời, thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của công nghệ chuỗi khối và chuyển đổi kỹ thuật số. Đó, thông tin là như vậy nha. Cho các bạn biết là tháng 9 này là đồng tiền kỹ thuật số nhân dân tệ sẽ ra mắt rồi. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin này nữa. Thông tin này thì nó không có liên quan đến Bi nhưng mà thực chất á thì chúng ta cũng tham khảo đi ha. Tham khảo các bạn nha. Đây. Thông báo tin nóng ngân hàng liên bang Ấn Độ áp dụng công nghệ XRP Ripple cho giao dịch xuyên biên giới, mở đường cho một kỷ nguyên tài chính mới. Thời gian tới rất thú vị khi blockchain L1 tuân thủ AML của Bi Network cũng được công nhận. Richard để chia sẻ khoảnh khắc lịch sử này với anh em. Và nè nhé. Đó. Đây là cái giấy. Tin hot, ngân hàng liên bang Ấn Độ áp dụng công nghệ XRP Ripple cho giao dịch xuyên biên giới, mở đường cho một kỷ nguyên tài chính mới.
Thời gian tới rất thú vị khi blockchain là một tuân thủ AML của Binetwork cũng được công nhận chia sẻ khoảnh khắc lịch sử tuyệt vời này với anh em. Thì đây là một cái thông tin các bạn tham khảo thôi nha. Bởi vì mình có xem trên Twitter thì nói là bảo là cái giấy phép này nè các bạn đã bị sửa lại ha. Tuy nhiên là chúng ta tham khảo thôi, tham khảo các bạn nha. Rồi, tiết lộ lý do trì hoãn mở mainnet, mở quan điểm của Saadet Sarem tại hội nghị những người tiên phong châu Phi. Đây là một cái chia sẻ, một cái lời chia sẻ của một bạn Bani này. Chúng ta hãy xem thông tin nha. Chào buổi tối từ Yemen. Bây giờ là 4 giờ chiều. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến cộng đồng người tiên phong châu Phi đã tổ chức hội nghị này để thảo luận về những lý do đằng sau sự chậm trễ của mạng chính mở và tầm quan trọng của giá trị đồng thuận toàn cầu đối với Bitcoin. Tôi rất vui mừng được tham gia vào hội nghị này. Khi bắt đầu phát biểu của mình, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Saadet, một doanh nhân đến từ Yemen. Tôi đã lấy bằng cử nhân ngành kinh doanh quốc tế của Đại học Malaysia Begrius vào năm 2018. Ngoài ra tôi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ Đại Liên Trung Quốc mà tôi mới nhận được vào tháng trước. Kể từ năm 2018, tôi đã hoạt động tích cực trong lĩnh vực tiền điện tử và bất động sản, thu được những hiểu biết có giá trị trong các lĩnh vực này. Hầu hết những người tiên phong đều biết rằng mạng chính mở sẽ không được khởi chạy cho đến khi cộng đồng đạt đến độ chính, mạng đóng đạt đến độ chính và các vấn đề KYC, tức là biết khách hàng của bạn, được giải quyết. Sự trưởng thành của mạng khép kín biểu thị sự trưởng thành về nhận thức của người tiên phong và nỗ lực thiết lập một giá trị thống nhất để giao dịch với Bitcoin. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tiên phong tìm cách bán tài khoản của họ trên thị trường chợ đen do thiếu hiểu biết về giá trị mà họ sở hữu. Đây, một doanh nhân này nói rằng là những người bán tài khoản là những người không hiểu biết về giá trị mà các bạn đang nắm giữ nha. Tương tự, hành động của một số người tiên phong muốn đổi tiền của họ để lấy sản phẩm mà không nhằm thống nhất giá trị và giao dịch với giá trị đồng thuận sẽ tác động tiêu cực đến tiến trình của dự án và dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở mạng chính mở. Đó, có nghĩa là những cái giao dịch mà nó không có đồng nhất á, nó cũng gây nên tiêu cực cho cái việc mà mainnet mở các bạn nha, chứ không phải là đơn giản đâu, không thích thì đổi đâu, chứ làm việc không có thống nhất đó các bạn. Tôi tin rằng nhóm cốt lõi có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề KYC, nhưng vì lo lắng cho cộng đồng và dự án, nhóm đang hoãn tài liệu cho đến khi người tiên phong nhận ra giá trị mà họ sở hữu và bảo vệ họ khỏi bị lừa dối do hiểu biết không đầy đủ. Cũng có lý do các bạn. Điều này là vì lợi ích của những người tiên phong để đảm bảo sự thành công của dự án và ngăn chặn rò rỉ bi vào các thị trường bị thao túng bởi những người nắm giữ tiền xu. Đó, như vậy chợ đen mà càng lớn thì bi co tim sẽ chậm hơn nữa các bạn. Ý của anh này là như vậy ha, ý của một doanh nhân này như vậy, có nghĩa là bây giờ mà nếu phát bi cho các bạn nhiều quá, các bạn bán chợ đen nhiều quá là sẽ bị cái thị trường khác là thao túng, tức là các cá mập nó thao túng hết, cho nên là bi co tim thấy như vậy chậm lại để mà thay vào đó cái khoảng thời gian đó đi, để tạo cho cái sự hiểu biết cho các bạn, tức là sự hiểu biết cho các bạn nè, được chưa? Chúng tôi quan sát thấy rằng nhiều người tiên phong có xu hướng giảm giá tiền xu để bán, nhưng người tiên phong với mục tiêu thay đổi cuộc sống thông qua mạng bi cần kiên nhẫn với dự án tiếp theo, hiểu sâu hơn về tiền tệ và nắm bắt mọi khía cạnh. Trì hoãn là một bước cần thiết để dự án thành công và nó có thể thúc đẩy sự trưởng thành của cộng đồng. Đó, cho nên là những anh nào mà la làng á, là những anh mà mua bán bi thôi ha, những anh mà hạ giá trị của bi thôi ha. Còn những anh nào mà xem video này mà thấy những thông tin như thế này á, thì các bạn cần phải hiểu rằng lý do mà bi lâu về ví á, là bị cái tình trạng này ha, chứ là cộng đồng của bi chưa có hiểu biết hết giá trị của bi. Một trong những lý do dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở mạng chính mở là do thiếu luật pháp và luật điều chỉnh tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Như chúng ta đã biết, dự án mạng bi có trụ sở tại Hoa Kỳ và sự chậm trễ trong việc ban hành luật pháp cản trở tiến độ của dự án trong việc khởi chạy mạng chính mở, vì dự án không thể tiến hành nếu không có khung pháp lý tổ chức điều chỉnh cơ chế hoạt động mà dự án tìm kiếm nhóm chủ lực. Như vậy lại một vấn đề nữa sinh ra, đó chính là việc mà liên quan tới pháp lý các bạn. Pháp lý tức là luật pháp về điện tử ở Hoa Kỳ này đang chậm trễ, thì họ phát hành chậm trễ thì bi đâu có dám tiếp tục các bạn, cho nên là phải trì hoãn lại một chút. Đó, mình nghĩ là các bài phát biểu này rất là hay đó các bạn. Tiếp theo các bạn, kính thưa những người tiên phong, chúng ta phải hiểu rằng mạng bi là một dự án toàn cầu,
Đó là một cuộc cách mạng tài chính kỹ thuật số nhằm chuyển đổi hệ thống tài chính toàn cầu. Mạng B cũng nhằm mục đích giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến tiền điện tử, cố gắng tạo ra một loại tiền tệ an toàn và đáng tin cậy, mong muốn trở thành một loại tiền tệ thanh toán toàn cầu. Mạng B tiếp tục mong muốn xây dựng một hệ sinh thái tích hợp được kết nối với chuỗi khối B, hoạt động như một hệ thống có thể truy cập và thân thiện với người dùng cho tất cả mọi người. Mạng B tập trung vào phát triển dịch vụ, tài chính và thương mại mà mọi người cần, đồng thời nhằm mục đích giải quyết nhiều thách thức kinh tế trên toàn thế giới, đặc biệt là tình trạng trì trệ kinh tế đang diễn ra mà các quốc gia trên toàn cầu phải đối mặt, và nó cố gắng thúc đẩy thương mại điện tử, vốn đã trở thành một yếu tố thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Những người tiên phong được tôn trọng, mạng chính mở yêu cầu những người tiên phong thống nhất giá trị của Bitcoin trước khi khai trương. Những người tiên phong ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Trung Quốc, đã xác nhận giá trị đồng thuận toàn cầu RCV 314.159 đô. Bi tin rằng đây là một giá trị phù hợp được những người tiên phong hỗ trợ. Do đó, tất cả chúng ta phải cố gắng đẩy nhanh việc thống nhất giá trị này để khởi chạy mạng chính thành công. Đây, một doanh nhân đã nói như vậy các bạn nha, là giá RCV nữa. Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ RCVB vì giá trị này sẽ hỗ trợ thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại và giúp những người tiên phong có cuộc sống tự do về tài chính, đảm bảo một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của họ. Do đó chúng ta phải hợp tác để hỗ trợ RCVB và đạt được mục tiêu của mình một cách thành công. Một số người tiên phong cần hiểu sâu hơn về dự án có thể coi giá trị RCV 314.159 đô la là phóng đại và không hợp lý. Tuy nhiên, tôi muốn đảm bảo với bạn rằng đây là một giá trị thực tế và phù hợp cho một dự án mang lại những dịch vụ có ích cho xã hội và thế giới. Mọi người phải hiểu rằng mạng Bi khác biệt rõ rệt với các dự án tiền điện tử khác và thực sự độc đáo. Để mạng Bi thành công trong việc cung cấp giải pháp cho các vấn đề tài chính của nhiều quốc gia trên toàn cầu và giảm thiểu vấn đề nghèo đói, tất cả chúng ta phải làm việc để hỗ trợ mạng Bi và duy trì các giá trị RCV của Bitcoin làm nền tảng. Điều này sẽ mang lại một sự chuyển đổi đáng kể trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số và mang lại những lợi thế đáng kể cho tất cả những người tiên phong trên toàn thế giới. Sự ổn định của giá trị RCV cũng có tác động tích cực đến tương lai của tiền điện tử. Sự ổn định này sẽ truyền cảm hứng cho người dùng, nhà đầu tư và thương nhân tự tin sử dụng hệ sinh thái, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế. Để kết thúc bài phát biểu của mình, tôi khuyến khích mọi người cộng tác và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của chúng ta một cách thành công. Cảm ơn tất cả mọi người và tôi chúc những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả các bạn. Bài trả lời của bạn là rất hay các bạn. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một thông tin tiếp theo. Một nhà hàng của Hàn Quốc các bạn. Hãy quảng bá và hỗ trợ trải nghiệm ăn uống hiểu biết về tiền điện tử này. Hương vị của tương lai, nhà hàng Hàn Quốc hiện chào đón Bitcoin dưới hình thức thanh toán. Đây. Rồi các bạn nhìn ha. Hàn Quốc ha. Không RCV nhưng mà phát triển rất mạnh các bạn nha. Là hơn 133 nhà cửa hàng dịch vụ đã chấp nhận thanh toán bằng Bi rồi. Đó các bạn nhìn ở đây. Rồi tiếp theo các bạn, đây một thông tin nữa là tin vui dành cho những người tiên phong trong mạng Bi. Hãy sẵn sàng cho BNFT ARK 2.0 trên mạng chính Bi. Truy cập BNFT ARK trên trình duyệt Bi. Đây nè, http://bin. BNFT.ART, tức là ARK đó các bạn. Thì các bạn sẽ truy cập vào đây, các bạn sẽ trải nghiệm BNFT ARK 2.0 nha. BNFT ARK 2.0. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin nữa đang nói về risk các bạn. Thông tin này ngắn thôi, được đăng trên cái trang Telegraph các bạn, có tích vàng nè. Breaking news nè. Risk sẽ thảo luận về việc thành lập một hệ thống thanh toán chung vào tuần sau, trong khi một ủy ban kỹ thuật số trong khi một ủy ban kỹ thuật có thể được thành lập để bắt đầu xem xét một đồng tiền tệ tiềm năng. Nói đây rồi. Cái bài dịch trên đây các bạn. Biết đâu rằng risk này nữa nè, cái khối risk này nó sẽ phát hành ra một đồng tiền mới thì sao? Lúc thì nó không có, lúc thì không, còn chưa biết được đường nào các bạn nha. Có thể cũng chưa có thể. Nói chung là chúng ta tham khảo thông tin này để chờ xem như thế nào nha, diễn biến sẽ diễn ra như thế nào thì mình sẽ cung cấp cho các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là thông tin của bạn Đức Nguyễn này nè, các bạn tham khảo nha.
5 giờ trước giải ngân nền tảng Volten ha, 5 giờ trước. Rồi điện thoại, ID, số tiền xác minh. Rồi cái gì? Các trang chi tiết tài khoản và giải ngân để hiển thị số tiền rút ra mỗi tài khoản và mỗi lần giải ngân. Là cái gì? Là Stellar sẽ có trách nhiệm giải ngân cho mỗi cá nhân trên toàn cầu một khoản trợ cấp bí mật khi dữ liệu dân cư quốc gia các nước được kết nối. Tìm lại bài đăng cũ trên nhóm để hiểu vì sao mã định danh của bạn đang được gấp rút hoàn thành. Đó. Đó, cái bài viết này của bạn Đức Nguyễn nha, các bạn tham khảo như vậy. Còn hiểu như nào thì các bạn thôi. Rồi, đây là một cái thông tin của nguồn là bạn Kim Phụng Bi nè. Sáng ngày 15 tháng 8 2022, tức là sáng nay các bạn, giao dịch thành công một chiếc nhẫn vàng tay chỉ với 2 bi tại quán cà phê nhà văn hóa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Đó. Nhấn vào các bạn, đây xem đó. Thì các bạn tham khảo thông tin như vậy nha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là thông tin Philippines receive 314.159 đô la các bạn ha. Nhà tiên phong số bi tại Philippines đã đưa ra hàng hóa của họ chấp nhận thanh toán theo giá receive 314.159 đô la. Tất cả hàng hóa trên thế giới đều có thể được thanh toán bằng cách chạy số bi. Khủng chưa các bạn, chúng ta xem thông tin. Philippines này cũng hỗ trợ RCV rất là lớn các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin đúng khá tuyệt vời, đó chính là Bi Ecology NFT Panda được nhiều người nổi tiếng ủng hộ và đã đến quảng trường thời đại lục hả. Chúng tôi đang không chờ đợi mạng chính, nhưng NFT Panda đã phát nổ sớm. Tôi tin rằng việc ra mắt mạng chính Bi sẽ sớm được lên kế hoạch. Có nghĩa là trên đây có cái Panda đã bạn, đó xem thông tin nè. Đó, Panda.
B-Network các bạn. Đó, thông tin là như vậy nha. Rồi tiếp theo đây là thông tin của cái chị Doris Jean này. Mới đăng hôm nay các bạn. Đây, hôm qua chúng ta đã có một hội nghị cộng đồng RCV châu Phi rất thành công. Nó đã được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau để chia sẻ trong cộng đồng. Rồi, đó, thì đây cái hội nghị này hồi nãy là có cái bài phát biểu đó, mình đã cho chia sẻ với các bạn đó. Tiếp theo nè, cái chị này nhận xét nè. Một cộng đồng mạng bi là một đại gia đình. Vì vậy, cộng đồng RCV sẽ không bao giờ phân biệt đối xử với các cộng đồng giá khác và không nên tấn công các cộng đồng khác hoặc người tiên phong. Chúng tôi không ủng hộ các mức giá khác, nhưng chúng tôi tôn trọng các mức giá khác. Và chúng tôi mong muốn những người tiên phong về giá khác có thể bình tĩnh để đoàn kết với RCV. Và tôi đã cung cấp lý do trong bài phát biểu của mình. Hai, chúng tôi sẽ không yêu cầu người bán hỗ trợ RCV. Chúng tôi tôn trọng các hệ sinh thái hoặc giá của người bán khác, nhưng chúng tôi chỉ liên hệ với người bán hoặc nhà cung cấp máy chủ trong hệ sinh thái RCV để thống nhất giá nhanh chóng. Rất mong có thêm nhiều bạn tiên phong gia nhập đại gia đình RCV của chúng ta. Đó. Đây là cái video của chị này trong vòng 43 giây thì các bạn rảnh các bạn có thể xem. Ha. Rồi tiếp theo các bạn. Rồi thì các bạn thấy cái màn hình này có nghĩa là gì? Bicotin đã cập nhật trang BF riêng cho những người chiến thắng trong cuộc thi nghệ thuật B2D. Họ sẽ nhận được một chiếc áo phông phiên bản đặc biệt để khuyến khích sự đóng góp của họ cho B-Network. Quá tuyệt vời các bạn. Không biết 50 người sẽ được hưởng là ai đây. Rồi đây là các bạn. Đây là một cái video trên Twitter các bạn. Là nói rằng là các sao Hoa ngữ, tức là những người nổi tiếng của Trung Quốc các bạn, họ cũng đã đồng ý các bạn. Đây nè, nhiều sao Hoa ngữ tham gia mạng bi các bạn. Đó. À, chú bà, các bạn có thể xem 21 giây nha. 2023 bạn nào hiểu Trung Hoa thì hiểu nha. Mình không hiểu. Tại quân mà PINNFT VIP全球首发成功，加油！大家好，我是蒋大为，在这里祝派生态第一派熊猫NFT2023年8月18日下午3点14分在官网PINNFT VIP全球首发成功，加油！大家好，我是蒋大为。 Rồi, hy vọng những thông tin nhỏ như thế này nhưng mà rất thú vị và tạo nên sự tích cực cho các bạn trong việc đầu bi và các bạn sẽ hiểu hơn cái thông tin ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó bật cái chuông thông báo đó các bạn để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi nha. Còn bạn nào chưa đăng ký B thì các bạn đi vào mô tả video đăng ký, các bạn mã thiệu của mình vẫn là Picasso các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.